chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Mình là Anh Đào trên kênh Anh Đào Vlog và cuộc sống ẩm thực tại Úc. Thì hôm trước thì Đào nói là cũng sắp tới sinh nhật của mình á, thì ông xã mình á có chuẩn bị cho mình một phần quà và ảnh tổ chức cho mình một cái chuyến đi du lịch bất ngờ luôn á. Đây là chuyến du lịch đầu tiên sau khi mình sinh em bé, thì cũng có rất là nhiều cái bỡ ngỡ vì ảnh mới vừa nói ngày hôm trước thì hôm sau mình đã đi luôn rồi, cho nên là mình cũng chưa có biết về cái địa điểm sắp tới của mình đi là như thế nào hết. Em gái của mình á đã book một cái apartment ở gần bờ biển luôn, rất là đẹp. Ở đây là biển Nelson Bay. Cái apartment rất đầy đủ tiện nghi dành cho gia đình hết. Ở đây Đào xin giới thiệu với các bạn, đây là phần quà lớn mà ông xã mình đã tặng cho mình. Ảnh tặng cho mình một chiếc xe mới, màu xanh lơ lơ, màu xanh trời vậy đó, rất là dễ thương. Tặng cho mình, mừng cho mình có cái bằng lái. Thì hôm trước thì mình chạy một chiếc xe dạng hatchback nhỏ nhỏ của Honda khi mà mình mới tập xe đó, thì bây giờ mình đã có bằng lái cũng được gần 2 tháng rồi. Ông xã mình cũng nhân dịp sinh nhật cũng tặng cho mình thêm một chiếc xe mới của Toyota nè. Chiếc xe này thì mình khá là hài lòng, màu xanh rất là dễ thương ha. Rồi kiểu dáng sedan nè, cốp phía sau rất là rộng luôn, tha hồ mà chở em bé rồi đem theo ba cái đồ đạc linh tinh của em bé. Nói chung là sinh nhật này ông xã mình tạo cho mình rất là nhiều bất ngờ, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn, từ chuyến đi rồi món quà chiếc xe, trời ơi là mình rất là vui. Thì hy vọng là ở trong cái chuyến đi này sẽ có nhiều điều thú vị để quay lại cho mọi người xem, và cũng như là giới thiệu cho mọi người một vài cái món ăn mà tụi Đào có thể đi câu được hoặc là tìm được ở đâu đó. Một hai ba bốn năm sáu đây là cái phòng lớn à, nó chỗ phải đồ luôn mà. Xích dao Kenny. Yêu à, hồng xinh quá à. Rồi Ken có chỗ ngủ cho Ken rồi, nghe khỏi lo. Đây coi, như cũng được 2 cái toilet. Dễ thương quá ha. Này chắc ở được cũng 6-7 người á. Wow, cái này là máy hút bụi. Máy hút bụi này xinh của người ta. Bếp. Nè, một cái bếp nhỏ. Này là không đặt. Họ đi tách rồi đầy đủ hết nè. Đây là gia đình này gắn cái tụi nhỏ. Ồ, đầy đủ hết. Có máy nước bánh, nước bánh mì à, đầy đủ dụng cụ nhà bếp hết luôn. 3 ngày 2 đêm. Có cái view này dễ thương á. Đây là sáng thứ hai mà mình đang đi đến một cái vịnh mà có là có bến đổ tàu. Ở đây thì ông xã Đào đang câu ở đằng kia. Một lát nữa để coi nếu mà nó có vài con cá gì đó ngon ngon mình có thể đem về mà nấu nướng cho mọi người xem. Hôm qua tới giờ thì buổi tối tụi Đào có đi Trà Đào với ông xã có đi câu mực, nhưng mà rất là không có may là mình đi vào cái dịp mà sóng với lại thủy triều nó đang lên, với lại sóng mạnh và gió cũng lớn nữa, cho nên là hôm qua học không may mắn là không có câu được cái con mực hay con cá nào hết trơn á. Thì hôm nay ông xã Đào thử cái vận may lại ở một cái nơi khác. Ở đây là một cái bến tàu rất là đẹp luôn, khá là bình yên mọi người. Nó có một cái con đường dài, để mà cái con đường này là giống như là cái đường che cho những cái tàu phía bên trong nó không bị sóng rồi này kia nè. Cũng khá là đẹp. Mình cùng em bé đi dạo, trong khi ba thì câu ở đằng kia. Ông xã mình rất là đam mê câu cá rồi các thứ kìa các bạn. Bây giờ thì mình có thể quay cho các bạn xem cái khung cảnh của cái bãi đổ tàu của ở cái bãi biển Nelson Bay này ha. Toàn là du thuyền không à, rất là đẹp nha. Ở đây là người ta có xây một cái đập để mà tránh sóng cho tàu đó. Thì Đào với em bé đang đi trên cái con đường này đi ra ngoài chơi. Đẹp quá mọi người ơi. Hôm nay thì thời tiết không có thuận lợi cho mấy, nó hơi âm u nhưng mà nó rất là mát mẻ, nó không có bị nắng. Em bé đi cũng thoải mái hơn phải không em? Đây là một cái vịnh nha, đẹp lắm. Xung quanh là toàn là du thuyền thôi. Cái này lần đầu tiên đi du lịch sao con? Ồ, vậy đó hả? Wow. Đây cũng là nhà nhiều người câu cá ở ven cái bờ vịnh này nè mọi người. Có vẻ hôm nay cũng không phải là một cái ngày mà may mắn lắm. Cái mình có hỏi với anh này luôn rồi mà ảnh cũng không có con cá nào hết á. Thôi mới chỉ chỗ câu nha. Dạ, em bé vẫn nằm đây. Đo đó, đo con kích thước của con bước chưa? Rồi hai con ơi, đừng còn cân bằng nhau luôn kìa. Kênh hai con bằng nhau luôn xem. Cô làm tại đây luôn. Cái này ơi, ba câu được con cá bé xíu nè. Ui, giờ đi cắt. Wow, wow. Rồi kìa, nó không thèm quan tâm luôn rồi. Cái kia bộ nóng trên đó kìa. Wow, còn nóng bự lắm luôn á mọi người, bự lắm. Tôi cậu tuốt trên nóc cột điện mà bự quá trời bự luôn. Nó bự chắc cỡ mấy lần. Con kia đó. Đây là cái điểm mà mình đến ngày hôm nay. Trời, chắc chắn đẹp lắm mọi người. Đây. Là phải nói tới ở Việt Nam mình có một cái đồi cát rất là lớn, mọi người rất là thích ra chơi. Thì cái đồi cát này nó cũng lớn như vậy đó mọi người, mà cát trắng không à, rất là đẹp nha mọi người. Nhìn xem nè, một bên là biển, một bên là sa mạc, còn ở dưới đó lại có dịch vụ dành cho người ta cưỡi lạc đà nữa. Rất là muốn đi nhưng mà tại vì em bé không có cho phép mình đi, sếp mình không cho đi. Sếp em không có cho đi, khổ ghê á. Phải chi mà cha còn độc thân đó là tranh thủ đi chơi hết tất cả mọi thứ. Chiều hoàng hôn nè, đẹp chưa? Hoàng hôn, chú chim kìa, nó quạt cánh kìa. Ở đây có một bù nông bự lắm. Chào mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng mà mình ở Nelson Bay chơi. Thì bây giờ mình cũng đã trên đường đi về rồi á, thì thấy một cái chợ trời của người dân bản địa ở đây này cũng rất là dễ thương. Gia đình mình quyết định là quẹo lại đây chơi, đi vòng vòng xoay quay cho mọi người xem ha. Wow, có cái khu Instagram bên kia nữa kìa, cũng bán đồ, bán rượu các thứ, ngồi bán đồ trang sức rồi nè, nón rồi nè, wow dễ thương quá à. Đó, chợ dầu cũng giống như ở các cái chợ mà ở chợ khu du lịch của bên mình ha. Bánh nè, xem coi. Trời, em bé đi du lịch vậy dễ thương không? Baby cây nè, dễ thương chưa? Wow, nhưng mà cái là cái pin nè, trái giống cái sung của Việt Nam. Thông thường thì ở bên Úc mình đó là chủ nhật á, họ hay bán chợ trời lắm, mà cũng tùy khu. Ví dụ như ở chỗ mình thì cũng có chỗ là họ bán ngày thứ bảy, cũng có chỗ họ bán ngày chủ nhật, chỉ một ngày duy nhất thôi trong tuần thôi. Dễ thương quá, rồi em bé nè. Thôi trời, rồi bé gái nè. Ôi trời ơi, cái cưng, ôi trời ơi, nhìn yêu quá, yêu quá, cái cưng quá. Họ bán các đồ ăn của địa phương nè, mật ong gì phải. Ồ, dễ thương quá. Ở đây á, là nó đặc thù là cái khu du lịch, cho nên là họ bán nhiều thứ cho khách du lịch nhiều hơn là những cái đồ mà lặt vặt ở trong nhà. Ở bên Úc với mình á, nếu mà bạn đi du lịch là nội địa ở Úc á, thì thông thường á là cái hệ thống đi đâu bạn thì có hệ thống siêu thị của Google nè, Khâu nè, y chang như chỗ bạn ở đâu cũng có hết trơn á, cho nên là không có sợ là bị xa lạ gì hết trơn á. Nhưng mà cũng tùy nha, Khâu Google này kia đó thì cũng tùy khu mà nó có cái giá khác nhau, giống như là hoặc là cái giờ mở cửa khác nhau. Giống như thông thường á, họ mở cửa là từ 7 giờ sáng cho đến khoảng 5-6 giờ chiều ha. Thì ở những cái khu du lịch như ở chỗ Nelson Bay này nè, thì đã thấy họ mở cửa tới khoảng 9-10 giờ tối luôn. Rồi ngoài ra thì giá cả những cái sản phẩm, ví dụ như trái cây đi, thì ở những cái khu bình thường mình ở thì nó giá cả nó rẻ hơn, còn ở đây thì nó mắc hơn một chút xíu, tại vì mình cũng nghĩ là khu du lịch mà. Wow, cái nước uống kìa, họ pha chế còn non ha. Đi lên quanh coi. Những cái món ăn coi gì, burger, bacon, egg, những món ăn ngon. Nãy mình cũng mới vừa ăn xong rồi mới qua đây nè, bởi vì những cái này dễ thương quá, baby. Wow, Pandora nè, buồn dễ thương các bạn ơi. Ôi nhìn xinh quá hả. Ôi ai là tín đồ của Pandora chắc là thích lắm đây nè. Đúng là phụ nữ gặp mấy cái độ khăn tràn này mình thích quá. Ôi ôi trời ơi, dễ thương quá. Cái này mấy cái đồ decor trong nhà nè. Trời ơi, dễ thương, xinh quá à. Wow, xinh. Wow, mấy cái đồ decor trong nhà này nhìn xinh quá à. Họ design đồ từ khăn rồi nè mọi người. Ôi trời ơi, chó, tưởng chó thiệt không ạ. Wow, cái kẹo bự quá, đâu kiếm cái kẹo coi. Nè, em bé của mình nó ngủ rồi, mình chùm nó đây nè. Ngủ khò khò, sau 2 ngày đi chơi có vẻ mệt mỏi. Em bé sau 2 ngày đi chơi có vẻ mệt mỏi quá mọi người. Đó, wow, đồ chơi nè, mình thích mấy cái mô hình xe máy bay nhỏ nhỏ gì nha mọi người, nó thích lắm luôn á. Nhưng mà nhà có em bé nó đâu có giữ được đâu, nó đập một cái là tan nát nữa, hay chưa thêm một em bé nó nhào lại liền ngay lập tức. Đồ chơi bên này á, bình thường ở chợ trời bên này là nó bán cả mới, đồ cả mới lẫn cũ nha mọi người. Nhưng mà ở đây đặc thù cho cái chợ trời ở khu du lịch, họ bán đồ mới nhiều, rồi ba cái đồ trang trí rồi này kia dành cho khách du lịch nữa. Wow, cái đồ bếp mà họ cảm đá nhìn đẹp quá nè. Wow, không biết là họ sơn hay họ cảm như thế nào vậy ta. Wow. À, nó có một cái chất liệu nhựa giống như nhiệt sơn vậy đó, mà nó như nhựa đó, rồi mình quét lên đây nè. Đó, rồi hết đi chợ, vòng vòng đi chợ đi nè, bán những cái chậu thủy canh nè, hoặc là cây kiển treo nè, đẹp lắm. Đó, mọi người ai cũng mua sách một bịch giỏ sách nè, túi nè. Wow, được trang trí. Lên đàn các thứ nè. Wow, lạ lạ nè. À, cái này họ handmade nha, đẹp quá. Đây là họ bán đồ cũ nè mọi người. Đây là những món đồ cũ, nó chỉ từ 3 nè, chứ 3 đồng một cái, 2 cái 5 đồng, nó đơn giản vậy thôi. Mấy bà này dễ thương quá nè. À, vừa đi qua con chợ mình cũng thấy dễ thương quá mọi người, nhưng mà do đi xa quá cho nên mình không có sắm sửa được gì hết trơn á. Bây giờ là chúng Đào đang đi xuống cái đường đi bộ với bãi biển nè. Đó, đi xuống dưới đây bãi biển. Ở đây thì trời ơi, cái khu này á, Nelson Bay này á, ở đâu cũng là bãi biển, nó bọc quanh là bãi biển hết luôn, nhìn xinh lắm. Mình thích đi ngắm cảnh biển này kia. Giờ đi xuống dưới bãi biển nha mọi người. Cái xe đó tóc này quăng cái phao mà cái tóc đã luôn rồi. Và để kết thúc chuyến đi thì gia đình mình đã tìm cái nhà hàng hải sản ở ven biển để mà thưởng thức những món hải sản ở khu vực bên đây. Khi mà đến cái nhà hàng này thì mình đã chọn cái set gọi là top mắc nhất ở chỗ này, nó khoảng 181 đô la cho cái phần khoảng 4 người ăn. Nó bao gồm cá baramudi nè, tôm hùm nè, rồi tôm tiger và một vài thứ khác, chip khác nữa. Kết thúc chuyến đi, tuy là có một vài dự định như câu cá đã không thành công, tuy nhiên thì chuyến đi cũng đem lại cho Đào và gia đình những cái niềm vui, cái trải nghiệm thú vị nha mọi người. Cảm ơn ông xã đã tặng cho Đào những món quà rất là ý nghĩa. Cảm ơn chuyến đi để cho Đào có thể biết thêm về những cái địa điểm đẹp ở Úc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Đào nha.